Chiều nay 15 tháng 5, đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đến viếng và truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Nguyễn Hoàng Nam, hiệp sĩ đã tử vong trong vụ bắt cướp diễn ra vào tối 13 tháng 5. Cũng trong buổi chiều, đại diện của Trung ương Đoàn đã tới thăm, trao huy hiệu và bằng khen cho các hiệp sĩ tại hai bệnh viện 115 và bệnh viện Thống Nhất. Đại diện Trung ương Đoàn bày tỏ tinh thần cảm phục cũng như biểu dương sự dũng cảm, không ngại tổn hại tính mạng để giữ gìn yên bình, trật tự xã hội. Hiệp sĩ Nguyễn Quốc Huy cũng chia sẻ giây phút dù bị đâm trọng thương nhưng vẫn bình tĩnh chở bạn thân là anh Đinh Phú Quý đến bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Thấy bạn Quý là đứt động mạch chủ, máu ra rất nhiều, thì bằng cái sự cố gắng là em phải suy nghĩ là phải cứu sống Quý cho bằng được. Anh em cũng phải ráng, người rất là đau mà em phải ráng Quý cứu bạn chứ không để thêm thành viên nào mất thêm nữa. Được biết Quý và Huy là đôi bạn thân với nhau từ khi cả hai còn học cấp 1. Cả hai cùng tham gia đội hiệp sĩ vì đam mê. Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cũng gửi đến mỗi người số tiền 30 triệu đồng. Trước đó, lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Đinh Phú Quý đang theo học, cũng đã đến tận nơi gửi lời chúc hai chàng trai sớm bình phục, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Quý không ảnh hưởng đến chương trình học.